Đây là hình ảnh ghi lại vụ tai nạn thương tâm ngày 23 tháng 5 năm 2023. Chiếc xe tải trọng lớn mang biển kiểm soát 29H83743 mang logo Minh An đã gây tai nạn cướp đi sinh mạng của hai ông cháu tại đường giao thông liên xã thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Từ hôm bây giờ thì công an người ta cũng chưa hỏi nhà tôi cái gì, chưa gọi lần nào. Có hôm sau thì các vừa rồi đây thì các cháu đã bảo nó muốn lên để nó xin lại cái đồ dùng cá nhân của ông ấy. Hôm nọ lên thì các anh hẹn là đến tuần sau, thì tuần này này là gia đình lên thì các anh trả. Thế từ hôm giờ cũng chả thấy ai gọi, chả ai nói gì. Vụ việc xảy ra đã hơn nửa tháng, nhưng đến nay người dân trong vùng vẫn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông. Nói chung là cái đường này là đường liên xã, ở đầu đường kia là có biển cấm 10 tấn, nhưng mà tôi thấy ở đây là xe ben tải trọng rất lớn, chạy qua rất là nguy hiểm. Và với gần đây là xảy ra một vụ tai nạn, hai ông cháu mới được có hơn chục ngày nay thôi. Thế nên là tôi muốn là chính quyền cấp trên can ngăn và làm sao cho nó đúng tuyến đường để cho bà con nhân dân. Như từ hôm đó đến giờ, con nhà tôi đi học tôi không dám cho đi một mình nữa. Theo phản ánh của người dân, tình trạng các xe quá khổ, quá tải thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng đường đã diễn ra vài năm gần đây. Mặc dù đầu đường đã cấm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, thế nhưng bất chấp ngày và đêm, những chiếc xe tải chở đất đá tải trọng lớn vẫn thường xuyên di chuyển qua tuyến đường với tốc độ cao, người dân rất bức xúc và lo sợ. Tôi đi ra đường là bây giờ là sợ lắm. Đi ra đường là cứ phải dặn tất cả con cái này khác đi là phải nhìn trước, nhìn sau rồi đi bám vào mép đường. Chứ bây giờ kể cả đi xe đạp, ria đường mà lúc đi dẹt dẹt ria là rất là sợ. Đấy, mà đêm ngủ thì cũng không được yên giấc. Đấy, tại vì là chạy suốt ngày suốt đêm. Tình trạng các xe tải trọng lớn không tuân thủ quy định khi tham gia giao thông đã diễn ra thời gian dài trên địa bàn, làm hư hỏng đường và gây tai nạn chết người. Thế nhưng các cấp chính quyền cũng như cơ quan chức năng vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để. Câu hỏi đặt ra, liệu các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại đã làm tròn trách nhiệm của mình hay chưa? VTC News sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.